Đường lòng gió thanh thản năm cửa ô, nghe tiếng cười không quên niềm thương đau. Hà Nội đó niềm tin yêu hy vọng của núi sông hôm nay và mai sau. Ơi đông đô, tiếng dấu xưa còn in nơi đây. Ơi Thăng Long, ngày nay chiến công dạn danh non sông. Hà Nội mến yêu của ta, thủ đô mến yêu của ta, là người so với giang sơn. Bóng đêm Trường Sơn lắng trong nước sông Kiều Long, nhẹ đồng bước chân hành quân dề lên tiếng ca an tiếng bom rề. Cái rét đổ đông khăn em bay lưu gió lạnh, hoa sữa thôi rơi em bên tôi một chiều tan lỡ. Đường phố hồ ngứa xưa trông chẳng bước ta về. Hà Nội mùa này chiều không buông nắng, mãi trong tình.
Xin các thầy cô các bạn một tràng vỗ tay nữa cho Liên Khúc Mở Màn của chương trình ạ. Để tiếp nối chương trình vẫn là một bài hát về Hà Nội, nhưng Hà Nội một trái tim hồng của nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn lại ca ngợi Hà Nội theo một cách khác, vừa mềm mại vừa lãng mạn. Hàng cây xanh bao mùa lá đỏ, gió sông Hồng rì rào sóng vỗ, và mùa thu qua từng phố nhỏ, hồ Gươm, tháp Rùa rêu phong. Hà Nội trái tim hồng, sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn, do anh Kỳ Phương khóa 4 trình diễn. Hát bài ca gợi ca Hà Nội, ôi thủ đô sao xuyên trong trái tim tôi. Hàng cây xanh bao mùa lá đỏ, gió sông Hồng rì rào sóng vô. Mùa thu đi qua từng phố nhỏ, ơi Hồ Gươm như một bài thơ. Hà Nội ơi, có từ bao giờ mấy nghìn năm trôi tràng rừng rơ. Hà Nội ơi, nao nức bài ca vẫn âm vang trong tâm hồn ta. Người Hà Nội hôm nay ra đi mang theo mình bao nhiêu nỗi nhớ. Những ánh đèn qua ô cửa sổ, bầu trời đêm cháy bỏng tình yêu. Một chàng trai là chiến sĩ biên phòng, một cô gái lên đường đi xa, vẫn thủy chung với cả tấm lòng. Hà Nội ơi, một trái tim hờ. Hát bài ca ngợi ca Hà Nội, ơi thủ đô sao xuyên trong trái tim tôi. Hàng cây xanh bao mùa lá đổ, gió sông Hồng rì rào sóng vô. Mùa thu đi qua từng phố nhỏ, ơi Hồ Gươm như một bài thơ. Hà Nội ơi, có từ bao giờ mấy nghìn năm trôi tràn rừng rơ. Hà Nội ơi, nao nức bài ca vẫn âm vang trong tâm hồn ta. Người Hà Nội hôm nay ra đi mang theo mình bao nhiêu nỗi nhớ. Những ánh đèn qua ô cửa sổ, bầu trời đêm cháy bỏng tình yêu. Một chàng trai là chiến sĩ biên phòng, một cô gái lên đường đi xa, vẫn thủy chung với cả tấm lòng. Hà Nội ơi, một trái tim hồng. Một chàng trai là chiến sĩ biên phòng, một cô gái lên đường đi xa, vẫn thì chung với cả tấm lòng. Hà Nội ơi, một trái tim hồng. Thank you.
Về với ngày hội gặp mặt các thế hệ giáo viên và học sinh trường Ba Đình hôm nay, anh Nguyễn Trích Long, cựu học sinh Ba Đình khóa 3, xin được gửi tặng các thầy cô và các bạn một ca khúc do chính anh sáng tác và trình diễn, bài hát Hà Nội con đường hoa sấu. Xin mời anh Trích Long. Kỷ niệm theo năm tháng dẫu có phôi pha, màu thời gian trên tóc ngày tháng ghi thêm, chợt có nhiều khi gặp mãi trường xưa mà ngỡ vừa đây. Nhiều điều là ký ức ghi mãi trong tim, để một ngày nào đó lại nhớ thiết tha một nét tuổi thơ, một chút mộng mơ, một dáng hình quen tràn về bao nhớ nhung. Lại nhớ con đường năm xưa hàng sâu đan gòm xanh thắm, màu sắc li ti của hoa dài trắng khắp đường. Hoa sấu vẫn vương tóc ai, làn gió thơm hương con đường, áo trắng bay bay trong chiều, một màu tinh khiết. Ngày đó đã qua lâu rồi, người cũng đã xa ta rồi, mà cứ mỗi khi qua đây chợt nhớ tới bờ. Kỷ niệm theo năm tháng dẫu có phôi pha, màu thời gian trên tóc ngày tháng ghi thêm, chợt có nhiều khi gặp mãi trường xưa mà ngỡ vừa đây. Nhiều điều là ký ức ghi mãi trong tim, để một ngày nào đó lại nhớ thiết tha một nét tuổi thơ, một chút mộng mơ, một dáng hình quen tràn về bao nhớ nhung. Lại nhớ con đường năm xưa hàng sâu đan gòm xanh thắm, màu sắc li ti của hoa dài trắng khắp đường. Hoa sấu vẫn vương tóc ai, làn gió thơm hương con đường, áo trắng bay bay trong chiều, một màu tinh khiết. Ngày đó đã qua lâu rồi, người cũng đã xa ta rồi, mà cứ mỗi khi qua đây chợt nhớ tới bờ. Ngày đó đã qua lâu rồi, người cũng đã xa ta rồi, mà cứ mỗi khi qua đây chợt nhớ tới bờ. Bởi một cảm nhận thật sự mới mẻ của người nghệ sĩ xinh đẹp và sự đặc biệt diệu kỳ của loài hoa trong thổ tháng, một trong những điều đặc biệt tạo nên nét riêng của Hà Nội. Bài hát Hà Nội mùa hai mùa hoa, nhạc sĩ Giáng Son do chị Mai Phương có trình diễn. Oh,
hương hoa đào nở rộ, đón xuân khoe sắc hồng tươi. Tháng hai hoa ban ngập tràn, tím biếc những gương mặt phố. Tháng ba bận trơn một ngày, trắng tinh hoa xưa về đây. Tháng tư loa kèn mỏng manh, những góc phố con đường quê. Mùa hoa tháng năm cháy rừng phượng đỏ, hồ tây ngát hương mùa sen tháng sáu. Ngập tràn lối đi hoa sầu tháng bảy, trở về tuổi thơ hoa xoan tháng tám. Mùa hoa xưa rơi tháng chín nồng nàn, mùa thu đã sang mùa hoa cũng đến. Tình yêu thủy chung tìm việc thành thạo, rừng giữa cuối đông cài vang ven sông. Đào nở rộ đón xuân khoe sắc hồng tươi. Tháng hai hoa ban ngập tràn, tím biếc những gương mặt phố. Tháng ba bận trơn một ngày, trắng tinh hoa xưa về đây. Tháng tư loa kèn mỏng manh, những góc phố con đường quê. Mùa hoa tháng năm cháy rừng phượng đỏ, hồ tây ngát hương mùa sen tháng sáu. Ngập trên lối đi hoa sầu tháng bảy, trở về tuổi thơ hoa xoan tháng tám. Mùa hoa xưa rơi tháng chín nồng nàn, mùa thu đã sang mùa hoa cũng đến. Tình yêu thủy chung tìm việc thành thạo, rừng giữa cuối đông cài vang ven sông. Là những sắc hoa ngàn hương bốn mùa, là những nhớ nhung ngày ta đi xa, là những khát khao mong quay trở về để ta thấy như ngày con ngây thơ. Hào hùng được sử dụng nghệ thuật hát then, đàn tính, những điệu xi lượn của đồng bào các dân tộc miền núi phía Bắc. Ca khúc Tiếng Hát Giữa Rừng Bát Phó đã được nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ sáng tác nhân kỷ niệm 70 năm ngày sinh nhật Bác 1959. Bài hát do anh Quang Tuấn, khóa 7 trình diễn.
nằm dì dao núi cao tầng mây. Chiều nay tiếng ai đang lượn về trên đèo, kể rằng người về đây nhà in lưng đó, người về quê ta tấm áo tràn tình thương quê nhà. Hàng dương ngập ngừng nghiêng mình soi bóng.
đã phiêu dạt nơi cuối trời. Bạn ơi có hay quê hương ta đang lớn lên từng ngày. Mai này hoa ngập lên lúa vàng, đợi thêm tiếng ca reo trong tim ta vào niềm thiết tha. Bông lúa vàng đồng quê ngát hương đang êm ru muôn âm thanh dịu dàng. Nắng chiều tô đẹp đôi má hồng, người em mến thương reo trong tôi muôn khúc nhạc vẫn vương. Ôi quê hương chốn đây tình yêu mãi dâng đầy, nghe như trong con tim rộn muôn tiếng hát. Kia bên con suối trong đàn em bé vui đùa, cùng hàng dương ngập ngừng nghiêng mình soi bóng. Hỡi bạn đã phiêu dạt nơi cuối trời, bạn ơi có hay quê hương ta đang lớn lên từng ngày. Mai này hoa ngập lên lúa vàng, đợi thêm tiếng ca reo trong tim ta bao niềm thiết tha. Mãi dâng đầy, nghe như trong con tim dội muôn tiếng hát. Kia bên con suối trong đàn em bé vui đùa, cùng hàng dương ngập ngừng nghiêng mình soi bóng. Hỡi bạn đã phiêu dạt nơi cuối trời, bạn ơi có hay quê hương ta đang lớn lên từng ngày. Mai này hoa ngập lên lúa vàng, đợi thêm tiếng ca reo trong tim ta bao niềm thiết tha. Đợi thêm tiếng ca reo trong tim ta bao niềm thiết tha. Đợi thêm tiếng ca reo trong tim ta bao niềm thiết tha. Sống như đời sâu để biết yêu nguồn cội, phải sống như đồi núi để vươn tới những tầm cao. Bài hát Khát vọng của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn được phỏng từ thơ tác giả Đặng Phúc Lợi viết vào năm 1985 do chị Thanh Huyền khóa 2 trình diễn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
xin cảm ơn chị Thanh Huyền. Vâng, những bông hoa rất tươi thắm. Đây là tình cảm rất đẹp của các anh chị chị em sinh gia đình ạ. Cảm ơn anh chị. Vâng, xin mời chị Thanh Huyền. Kính thưa các thầy cô giáo, kính thưa toàn thể các anh các chị kiều sinh Ba Đình yêu quý, Hồ Gươm biểu tượng cho vẻ đẹp thanh bình lãng mạn của Hà Nội, nhưng Hồ Gươm cũng mang trong mình thật nhiều những truyền thuyết lịch sử. Ca khúc Truyền thuyết Hồ Gươm của nhạc sĩ Hoàng Phúc Thắng cũng chính là lời ngợi ca vẻ đẹp kiến trúc của tháp Hút, cầu Thê Húc, tháp Rùa vừa sâu sắc vừa sang trọng và lịch lãm. Bài hát do anh Đặng Thu Vinh, cựu học sinh Ba Đình khóa 1 trình diễn. Xanh vì trời xanh, truyền rằng nơi đây vua Lê đã trả lại gươm bao đế giá từ chiến tranh, truyền rằng nơi đây đêm đêm cây bút đã vẫn viết lên trời cao những khát vọng ngàn đời của người dân Hà Nội, truyền rằng cầu Thê Húc rực đón nỗi đất với trời, cho rùa thiêng mỉm cười xua tan bao nếp nhăn cuộc đời. Hồ Gươm ơi long lanh như giọt nước mắt đọng lại từ ngàn xưa, giữa lòng thành phố hạnh phúc vơi đầy. Hồ Gươm chiều buông xuống là tháp rùa lung linh, bắt đầu thì thầm kể chuyện Hồ Gươm. Truyền rằng nơi đây Hồ Gươm vẫn khắc ghi chuyện ngàn đời, truyền rằng qua bao phong ba vẫn đậm đà hương sắc đọng lắng hồn núi sông, truyền rằng nơi đây ai qua sẽ nhớ mãi những phút giây thần tiên khi bất chợt một ngày gặp rùa thiêng Hà Nội, truyền rằng mùa xuân tới rực rỡ những cánh đào cho tình yêu ngọt ngào bay lên trong giấc mơ đời chờ. Hồ Gươm ơi long lanh như giọt nước mắt đọng lại từ ngàn xưa, giữa lòng thành phố
tháp rùa lung linh bắt đầu thì thầm kể chuyện hồ nói cho mà nghe. Múa của do Túc Đức trình diễn sẽ là điểm nhấn của chương trình văn nghệ ngày hôm nay, cũng sẽ là bài hát cuối cùng, bài múa cuối cùng của chương trình văn nghệ ngày hôm nay. Để Mị nói cho mà nghe, tâm hồn này chẳng để lặng lẽ. Hết năm nay Mị vẫn còn trẻ, xuân đương tới rồi nên Mị cũng muốn đi chơi. Xin kính mời các thầy cô, các anh chị và các bạn thiếu sinh Ba Đình cùng thưởng thức.
Xin được gửi lời chào nồng nhiệt đến các thầy cô và các anh chị và tất cả mọi người có mặt trong không gian đặc biệt ngày hôm nay. Lời chào buổi sáng tốt lành. Rất vinh dự cho em cháu Lê Anh được có mặt trong ngày hôm nay trong vai trò là giúp quý vị, giúp các anh chị, các thầy cô giáo được kết nối với nhau trong một ngày đặc biệt như thế này của trời thu Hà Nội. Và từ đây thì khi nhắc đến các anh các chị cựu học sinh của trường Ba Đình, cho phép em Lê Anh được dùng từ bạn để thay cho chính tiếng lòng của các anh các chị các khóa. Như thế nó gần gũi hơn, thân thương hơn. Và chúng tôi xin phép được bắt đầu chương trình hôm nay. Đầu tiên là xin tất cả mọi người chúng ta tập trung vào sân khấu ạ. Tất cả mọi người chúng ta tập trung vào sân khấu, bắt đầu chương trình rồi ạ. Và có thể vỗ tay thật lớn để bắt đầu được không ạ? Xin trân trọng cảm ơn một tràng vỗ tay nữa cho những màn trình diễn văn nghệ vô cùng đặc sắc, tâm huyết của các anh chị các khóa đã gửi đến suốt một tiếng đồng hồ vừa qua. Vỗ tay thật đồng nhiệt cho quý vị. Và thêm nữa, vẫn vỗ tay tiếp, chúng ta vỗ tay thật nồng nhiệt còn to hơn nữa cho tất cả những người thầy cô đáng kính đã có mặt ngày hôm nay. Và to hơn nữa cho cả những thầy cô không có mặt ngày hôm nay. Và chắc chắn trong cái đây to nhất là cho tất cả chúng ta đã hiện diện tề tụ hôm nay, không thể khác được, với đây thật lớn thưa quý vị. Xin trân trọng cảm ơn trong những phút đầu tiên của chương trình này quý vị đã đồng hành cùng với chúng tôi. Và bây giờ bắt đầu chương trình chính thức của nghi lễ ngày hôm nay, Lê Anh xin phép được điều hành một nghi thức đặc biệt, nhưng xin phép 30 giây để quý vị có thể ổn định các vị trí ở sân khấu này trong nghi thức của chúng ta. Xin mời quý vị ở các khu vực chụp ảnh, các khu vực trò chuyện với nhau, chúng ta tập trung về các vị trí đã được sắp xếp để bắt đầu chương trình chính lễ ạ. Và ngay lúc này, ban tổ chức xin trân trọng kính mời quý thầy cô, các anh chị, các bạn, chúng ta cùng hướng về phía cổng trường. Chúng ta sẽ nhìn thấy đoàn xe đạp Ba Đình chuẩn bị tiến về phía lễ đài. Đây là đoàn xe được thành lập vào tháng 3 năm 2020 với ý tưởng khởi xướng từ bạn Nguyễn Thượng Dũng, khóa 8386, là một trong những hoạt động ý nghĩa để chào mừng sự kiện gặp mặt các thế hệ giáo viên, học sinh trường cấp 3 Ba Đình của chúng ta hôm nay. Đoàn gồm 70 thành viên rất đoàn kết, gắn bó với nhau, gặp nhau vào mỗi sáng chủ nhật hàng tuần, cùng đạp xe vòng quanh Hồ Tây lộng gió, trải nghiệm một không khí trong lành của Hà Nội sớm mai. Hãy vỗ tay nồng nhiệt để chào đón đoàn xe đang bước vào lễ đài. Nhân kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 vừa qua, đoàn đã tổ chức dâng hương tại đài tưởng niệm phường Bưởi, phố Trích Dài để tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu và hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì nền độc lập tự do của Tổ quốc. Và hôm nay, đoàn xe đạp Ba Đình đã về đích tại trường. Chúng ta cùng tiếp tục chào đón ở sân khấu này sự hiện diện của 30 thành viên đại diện cho đoàn xe đạp Ba Đình. Xin mời đoàn xe đạp Ba Đình tập kết ở sân khấu của chúng ta. Và sau đây chúng tôi xin được mời cô Lê Bích Châu, nguyên hiệu phó trường cấp 3 Ba Đình, trưởng ban tổ chức sự kiện hôm nay, lên tặng mũ cho các thành viên đoàn xe đạp. Và thưa quý vị, hoạt động đạp xe sẽ còn được duy trì sau buổi gặp mặt ý nghĩa ngày hôm nay, nhằm gắn kết tình bạn mãi mãi giữa các học sinh Ba Đình. Trên màn hình của chúng tôi là những hình ảnh truyền hình trực tiếp cái quang cảnh này, và đồng thời những cái hoạt động đã diễn ra trong thời gian vừa qua để quý vị cùng có hình ảnh về hoạt động của đoàn đạp xe Ba Đình. Xin mời các anh chị, chúng ta sẽ đội mũ bảo hiểm lên đầu để có kiểu ảnh lưu niệm thật đẹp, thật ý nghĩa với chiếc mũ được trao tặng.
bởi đại diện của ban tổ chức trong ngày vui vô cùng hôm nay. Cùng giữ lại những khoảnh khắc thật ý nghĩa trong ngày hôm nay, đó là hoạt động chào mừng sự kiện của nhóm học sinh cấp 3 Ba Đình ngày xưa, đoàn đạp xe Ba Đình. Xin cảm ơn các anh chị và xin mời đoàn chúng ta sẽ chuẩn bị về vị trí tập kết ở trên sân trường trong sơ đồ. Chúng tôi xin mời cô Lê Bích Châu ở lại sân khấu trong giây lát ạ. Vâng, mời cô Châu ở lại sân khấu ạ. Xin cảm ơn đoàn đạp xe Ba Đình và mời các anh chị chúng ta tập kết ở phía dưới khán đài trong vị trí sơ đồ. Và bây giờ Lê xin được mời cô bước sân khấu ạ. Vâng, mời cô. Dạ. Chúng ta cùng chào đón cô Châu, nguyên điều phó nhà trường. Cô mời cô bước lên cao lên hơn ạ. Đây ạ. Một lần nữa thưa quý vị, chúng ta vỗ tay thật lớn để chào đón cô Châu, nguyên điều phó nhà trường, trưởng ban tổ chức sự kiện hôm nay. Và thưa quý vị, cảm ơn âm nhạc ạ. Xin cảm ơn âm nhạc. Vâng, cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ là lúc cần lắng đọng. Mọi người ơi, mọi âm thanh xin dừng lại để thời gian ngưng đọng nơi đây. Em, cháu Lê Anh xin đề nghị các cô chú, các anh chị, tất cả mọi người nán lại trong tĩnh lặng để chúng ta chuẩn bị đón nhận một cái nghi thức hiệu lệnh rất quan trọng. Mỗi năm, mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi giờ học, chúng ta đều chờ đợi điều này. Và đây như một cái hồi để thúc giục chúng ta gắn kết bên nhau, gần gũi bên nhau. Hãy thật im lặng để đón nhận ba hồi 9 tiếng từ cô Bích Châu. Con mời cô ạ. Giỏi như ngày nào, tiếng trống trường từ cô giáo Lê Bích Châu, nguyên hiệu phó trường cấp 3 Ba Đình đã nổi lên. Ban tổ chức xin mời cô Lê Bích Châu, nguyên hiệu phó trường cấp 3 Ba Đình, anh Trần Hùng Nam cùng trưởng ban liên lạc 23 khóa sẽ đại diện lên dâng hoa danh nhân Chu Văn An. Kính thưa thầy cô, các bạn, đoàn đại diện thầy cô giáo và học sinh do cô Lê Bích Châu, nguyên hiệu phó trường cấp 3 Ba Đình dẫn đầu đang chuẩn bị thực hiện nghi lễ dâng hoa tưởng niệm vạn thế sư biểu người thầy muôn đời Chu Văn An. Ngôi trường của chúng ta đã học nơi đây từng mang tên trường trung học Bảo Hộ hay còn gọi là trường Bưởi từ khi mới khai sinh năm 1908. Từ năm 1945, trường mang tên người thầy muôn đời Chu Văn An. Từ năm 1970 đến năm 1993, trường cấp 3 Ba Đình vinh dự được đặt tại nơi đây. Trường Chu Văn An học buổi sáng và Ba Đình học buổi chiều. Mái trường mà chúng ta từng giảng dạy và học tập luôn tỏa sáng bởi những thế hệ thầy trò với những cá nhân kiệt xuất, tài năng và trung hậu. Chu Văn An, một nhà giáo, một thầy thuốc, quan viên Đại Việt cuối thời Trần. Ông được Đại Việt Sử Ký Toàn Thư đánh giá là ông tổ của các nhà nho nước Việt. Ông được UNESCO vinh danh là danh nhân văn hóa thế giới, được các thế hệ người Việt Nam coi là người thầy của mọi thời đại. Sau đây, mời thầy cô các bạn thưởng thức hợp xướng liên khúc Mái trường
nơi chắp cánh ước mơ do các cựu học sinh trường cấp 3 Ba Đình biểu diễn. Đội văn nghệ hội tụ hầu hết các khóa học sinh. Có anh chị năm nay đã 70 tuổi, cùng các bạn trẻ khóa sau dành thời gian tập luyện nhiều tháng qua, mong muốn dâng lên thầy cô, các bạn lời ca, điệu múa cùng tình cảm sâu sắc. Hãy cùng chào đón họ bằng sự tán thưởng nồng nhiệt, thưa quý vị. Là
chân tôi ngập ngừng trong tôi như thầm hỏi đường về trường ôi sao lạ quá. Một lần đi qua con đường này bao kỷ niệm chợt sống trong tôi về lại trong sân ngôi trường này còn đâu đây nỗi nhớ vô bờ. Nhớ bạn bè sống dưới mái trường này, nhớ tiếng nói thầy cô chắp cánh ta bay bay vào cuộc sống, nhớ nhớ mỗi mùa thi qua là một lần ghi dấu trong cuộc đời. Đến trường nhớ mãi ngày chia tay nụ cười còn sao xuyên lòng ai, nhớ mãi ngày chia tay cùng bạn bè đến những miền xa, nhớ mãi ngày chia tay nụ cười còn sao xuyên lòng ai, nhớ mãi ngày chia tay cùng bạn bè đến những miền xa. Một tràng đồng nhiệt thưa quý vị dành cho tất cả những cựu học sinh trường cấp 3 Ba Đình đã đồng hành trong màn trình đặc biệt này để chào mừng tất cả chúng ta. Xin trân trọng cảm ơn các anh chị và các bạn. Kính thưa toàn thể quý vị, năm 1970, sau những chiến công vang dội của quân dân Việt Nam ở hai miền, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội quyết định cho các trường sơ tán trở về cơ sở cũ. Hai trường Trần Phú B và Yên Hòa B giải thể, lập nên trường Chu Văn An B, sau đổi tên là trường Ba Đình, đặt tại trường cấp 3 Chu Văn An. Chu Văn An học sáng, Ba Đình học chiều. Đến năm 1993, trường Ba Đình của chúng ta tổ chức hôm nay gặp mặt các thế hệ giáo viên học sinh để chúng ta cùng tri ân các thầy cô, ôn lại kỷ niệm một thời học tập dưới mái trường xưa. Ban tổ chức xin công bố chương trình gặp mặt gồm 3 phần: áo trắng sân trường, ôn lại kỷ niệm, tri ân với những nội dung chính sau đây. Các chương trình văn nghệ do chính các cựu học sinh Ba Đình biểu diễn. Những hình ảnh năm xưa của thầy trò sẽ được chiếu lại trên màn hình gợi nhớ kỷ niệm. Phát biểu của cựu giáo viên học sinh Ba Đình, phát biểu của đại diện trường Trung học phổ thông Chu Văn An, chụp ảnh lưu niệm. Ban tổ chức hy vọng rằng buổi gặp mặt hôm nay sẽ là một sự kiện cảm động và là dấu ấn không thể quên của tình thầy trò trường cấp 3 Ba Đình. Đến dự với chương trình chúng ta hôm nay, ban tổ chức xin được nồng nhiệt chào đón và trân trọng giới thiệu sự hiện diện của các thầy cô giáo. Đại biểu khách mời xin trân trọng giới thiệu cô giáo Trần Thị Tuyến, Bí thư Đảng ủy, Hiệu phó trường Trung học phổ thông Chu Văn An. Sau đây trân trọng giới thiệu các thầy cô trong ban giám hiệu trường cấp 3 Ba Đình. Cô giáo Lê Thị Lương, nguyên hiệu trưởng trường cấp 3 Ba Đình. Cô giáo Lê Thị Minh, nguyên hiệu phó trường cấp 3 Ba Đình. Cô giáo Nguyễn Tố Nga, nguyên hiệu phó trường cấp 3 Ba Đình. Cô giáo Lê Bích Châu, nguyên hiệu phó trường cấp 3 Ba Đình. Thầy giáo Đặng Trần Tính, nguyên hiệu phó trường cấp 3 Ba Đình. Xin trân trọng giới thiệu toàn thể các thầy cô giáo trường cấp 3 Ba Đình đã có mặt nỗ lực trong ngày hôm nay để cùng chung vui với các học trò của mình. Chúng ta cùng vỗ tay một lần thật vang dội cho các thầy cô giáo. Và ở phần sau, ban tổ chức xin phép được trân trọng được giới thiệu các thầy cô ở sân khấu này. Bây giờ, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu 23 khóa học sinh của trường cấp 3 Ba Đình đã tề tựu hôm nay. Chúng tôi muốn được nhìn thấy cánh tay và sự đứng lên chào mừng của các học sinh các khóa thời chống Mỹ 1970 đến 1975. Các anh chị ngồi ở đâu? Hãy đứng lên! Hãy vỗ tay vang dội, vẫy tay! Đó chính là các anh chị ở các khóa thời chống Mỹ
1970-1975. Xin cảm ơn ạ, cảm ơn mọi người. Tiếp theo, chúng tôi xin giới thiệu các khóa thời bao cấp 1975-1986. Xin lòng đứng lên. Wow, rất đông đảo. Đây là các khóa thời bao cấp 1975-1986. Xin cảm ơn. Và tiếp theo, xin mời mọi người ngồi xuống ạ. Thành phần thứ 3, trẻ nhất. Và bây giờ cũng đều là những người rất trưởng thành rồi ạ. Các khóa thời đổi mới 1986-1993. Xin mời các anh chị đứng lên. Đây ạ, đứng này. Xin chào mừng các khóa từ 1986-1993. Xin cảm ơn. Đặc biệt xin được trân trọng giới thiệu có các thầy cô giáo, các học sinh Ba Đình ở tận miền Nam ra chung vui với thầy trò chúng ta. Xin mời anh chị miền Nam nhận một tràng vỗ tay đồng nhiệt của tất cả mọi người từ miền Nam. Vâng ạ. Sau đây, ban tổ chức xin được kính mời cô Lê Bích Châu, nguyên hiệu phó của trường cấp 3 Ba Đình, trưởng ban tổ chức buổi gặp mặt đại diện các thế hệ giáo viên, học sinh trường cấp 3 Ba Đình, Hà Nội 1970-1993 lên phát biểu ý kiến. Kính mời cô. Vị khách quý, kính thưa các thầy cô giáo, các bạn đồng nghiệp rất thân thương của tôi, thưa toàn thể các anh chị em cựu học sinh Ba Đình thân yêu, trong tiết trời se lạnh của ngày đầu đông, tập thể cựu giáo chức học sinh chúng ta tều tựu đông đủ về đây trên mảnh đất thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến. Nơi đây đã từng có ngôi trường cấp 3 Ba Đình yêu dấu của chúng ta. Xin lỗi hỏi bạn là một hiệu phó mới. Chúng ta về đây. Bạn dạy môn gì? Long trọng tổ chức buổi gặp mặt. Tôi biết rồi. Giao lưu với chủ đề trở lại mái trường xưa. Trong giờ phút đặc biệt này, chúng ta không quên chia sẻ niềm vui với tất cả thầy cô bạn bè đang sinh sống trên mọi miền của Tổ quốc, cũng như các bạn đang định cư ở nước ngoài. Nhưng những người vì điều kiện xa xôi hoặc vì lý do khách quan khác nhau đã không thể về tham dự buổi vui ngày hôm nay. Trong niềm hân hoan của ngày hội ngộ, chúng ta cũng tưởng nhớ sâu sắc đến các thầy cô giáo, các bạn cựu học sinh đã mãi mãi ra đi trở về cõi vĩnh hằng. Ban tổ chức xin nồng nhiệt chào đón các thầy cô giáo cùng các anh chị em cựu học sinh thân yêu đã có mặt trong ngày vui trọng đại này. Đặc biệt xin trân trọng và nhiệt liệt chào đón các thầy cô và các em học sinh Ba Đình ở phía Nam đã vượt chặng đường xa hàng ngàn cây số về tham dự. Ban tổ chức cũng xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến Ban giám hiệu trường phổ thông trung học Xuân An trong suốt một thời gian qua đã luôn ủng hộ, quan tâm, giúp đỡ và tạo điều kiện để thầy trò trường cấp 3 Ba Đình có được một ngày vui ý nghĩa ngày hôm nay. Kính thưa các thầy cô giáo, các bạn đồng nghiệp, chúng ta thực sự cảm thấy hạnh phúc khi được là một nhà giáo, bởi chúng ta đã đem hết cho học sinh những bài học lớn về tinh thần trách nhiệm, sự nhiệt huyết đam mê với sự nghiệp chồng người, những bài học về tình đoàn kết tương thân tương ái, truyền cho các em tình yêu thương, lòng vị tha, bao dung trong cuộc sống. Chúng ta như người lái đò năm xưa, một thời vắng bóng, bây giờ trở về bến xưa, nghe thì thầm ký ức của một thời lặng thầm mãi miết đưa khách qua sông. Xin được kính chúc các thầy, các cô giáo mạnh khỏe, hạnh phúc trong tâm sáng của đạo cốt làm người, làm thầy. Thưa toàn thể anh chị em cựu học sinh Ba Đình, mái trường Ba Đình đã cho các em nguồn tri thức, nguồn cảm hứng như là một hành trang bước vào đời. Ở đây các em đã có tiếp nhận những bài học về sự hy sinh, cống hiến, bài học về sự quan tâm, chia sẻ, về sự bao dung và lòng nhân ái. Các em đã được thầy cô truyền thụ đầy đủ kiến thức theo chương trình, bên cạnh đó còn được tiếp thêm sức mạnh về ý chí, về nghị lực, về tư duy và lối sống, là khởi nguồn cho mọi thành công của cuộc sống sau này của các em. Xin chúc các em cựu học sinh luôn giữ vững niềm tin, tiếp tục phát huy, cống hiến nhiều hơn nữa cho gia đình và xã hội. Thể theo nguyện vọng của các thế hệ cựu giáo chức và cựu học sinh Ba Đình
mong muốn được một lần giao lưu gặp gỡ để qua đó tri ân thầy cô giáo, gặp gỡ bạn bè, ôn lại kỷ niệm một thời dưới mái trường xưa. Trong suốt thời gian qua, ban tổ chức và các bộ phận giúp việc đã làm việc rất hăng say, nhiệt tình, đã đóng góp bằng cả trái tim yêu thương, tinh thần trách nhiệm và khả năng công sức của mình vào công cuộc chuẩn bị để có thể tổ chức thành công buổi gặp gỡ này. Ban tổ chức cũng xin trân trọng tri ân và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả các thầy, các cô, các anh chị em cựu học sinh vừa qua đã rất nhiệt tình, trách nhiệm, đã có những đóng góp hết sức thiết thực và hiệu quả. Xin được cảm ơn những tấm lòng thơm thảo, ân nghĩa, thủy chung. Cảm ơn tất cả những ai đã đóng góp. Xin được cảm ơn những tấm lòng thơm thảo, ân nghĩa, thủy chung. Cảm ơn tất cả những ai đã đóng góp sức mình vào công tác chuẩn bị và tổ chức sự kiện này. Kính thưa các vị khách quý, thưa các thầy cô giáo, các bạn đồng nghiệp, thưa toàn thể các anh chị em học sinh, Ba Đình thân yêu. Thời gian trôi đi là những thăng trầm của lịch sử dân tộc. Mái trường Ba Đình, ngôi nhà thứ hai, luôn là nơi lưu lại những dấu ấn đáng nhớ nhất của cuộc đời mỗi con người chúng ta. Ở nơi đây, thầy cô như cha mẹ, bạn bè là anh em, gắn bó với nhau như ruột thịt và cùng nhau tạo nên những kỷ niệm thật khó phai mờ. Trong tâm khảm của chúng ta mãi mãi khắc ghi biết bao nhiêu kỷ niệm, bao nỗi niềm sâu lắng khó quên. Biết mấy gian lao, biết mấy ân tình, trường cấp 3 Ba Đình, nơi đong đầy những kỷ niệm, nơi thấm đậm tình thầy nghĩa bạn. Cái nơi nuôi dưỡng trí thức làm người, nơi cho ta hiểu đạo lý, nghĩa tình của cuộc sống. Và cũng chính nơi này đã để cho ta hoài vọng về quá khứ và hy vọng vào tương lai. Một lần nữa, xin được kính chúc các thầy cô giáo, kính chúc sức khỏe các vị đại biểu, chúc các cựu học sinh mạnh khỏe, hạnh phúc, vạn sự như ý. Chúc các vị mạnh khỏe và thành đạt. Xin cảm ơn. Xin trân trọng cảm ơn cô giáo Lê Bích Châu đã đại diện cho tiếng lòng của các thế hệ thầy cô giáo, giáo viên, học sinh trường cấp 3 Ba Đình, Hà Nội 1970-1993 phát biểu đầu tiên trong buổi lễ trang trọng hôm nay. Trân trọng cảm ơn cô. Thưa quý vị, chắc hẳn trong mỗi chúng ta đều đang dâng trào những cảm xúc về những tiết học, về những góc sân trường, hàng ghế đá và chúng bạn năm xưa. Sau đây xin mời thầy cô, các bạn cùng hướng lên màn hình để xem lại những hình ảnh thân thương ấy, cũng như quá trình hình thành phát triển của trường cấp 3 Ba Đình qua những thước phim ngắn mang tên Ba Đình, mái trường xưa yêu dấu. Ba Đình, tôi bước trên sân trường. Ai cũng từng có lúc để lòng mình trôi về một miền ký ức nào đó. Nơi ấy có niềm vui, hạnh phúc, có những gian nan, một thuở bỡ ngỡ, thương yêu và sẻ chia in đậm trong trái tim mỗi người. Hãy để những đôi chân đưa ta ngược về nơi mà ký ức đã được lưu giữ, bảo tồn. Đó là Ba Đình, mái trường xưa yêu dấu. Năm 1970, sau những chiến công vang dội của quân dân Việt Nam ở hai miền, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội quyết định cho các trường sơ tán trở về cơ sở cũ. Hai trường Trần Phú B và Yên Hòa B giải thể để lập nên trường Chu Văn An B, sau đổi tên là trường Ba Đình, đặt tại trường cấp 3 Chu Văn An. Chu Văn An học sáng và Ba Đình học chiều. Ngày 6 tháng 9 năm 70, tất cả chúng tôi đều hân hoan đón một cái lễ khai giảng năm học mới đầu tiên của một trường mới thành lập là trường cấp 3 Ba Đình, mang tên một cái ý nghĩa rất lịch sử, trường cấp 3 Ba Đình. Cho nên nó làm cho giáo viên, học sinh đều quyết tâm, nhất trí đồng lòng xây dựng một cái trường tuy mới nhưng mà sánh kịp các bạn đã đi trước mình. Ban giám hiệu gồm hiệu trưởng cô Lê Thị Lương, hiệu phó là thầy Nguyễn Văn Quỳnh,
và cô Lê Thị Minh, bí thư chi bộ là cô Nguyễn Hòa Trinh. Nhớ những ngày đầu gian nan, bởi giáo viên của trường cấp 3 Ba Đình là từ nhiều nơi tập hợp về, các thầy cô hầu hết đều lớn tuổi. Học sinh các em phấn khởi, vui sướng nhưng cũng đầy lo lắng chờ tới năm học mới. Nhưng dường như tình trạng ấy lại là động lực khiến mọi giáo viên và học sinh đều quyết tâm xây dựng trường mới thành một trường tiên tiến. Tất cả giáo viên và học sinh của trường cấp 3 Ba Đình đều ý thức được mình đang đứng trên một mảnh đất được coi là biểu tượng của lịch sử và văn hóa của thủ đô, của cả nước. Lịch sử vang danh của các cựu học sinh trường Bưởi đã trăm năm tồn tại. Có lẽ đã khiến cho bất cứ ai bước chân qua cổng ngôi trường cổ kính này đều thấy tự mình phải xứng đáng với mảnh đất linh thiêng này. Đồng bào chú ý, máy bay địch cách Hà Nội 50 km. Tháng 4 năm 1972, nhà trường phải tạm ngừng giảng dạy, đi sơ tán đến xã Văn Khê, Vĩnh Phúc. Thầy trò của trường đã được chính quyền và nhân dân Văn Khê yêu thương, đùm bọc, giúp đỡ tận tình như những người thân trong gia đình. Trận Điện Biên Phủ trên không, tháng 12 năm 1972, kết thúc với chiến thắng oanh liệt của quân và dân miền Bắc. Tôi còn nhớ như in đêm hôm đó, tự nhiên đang ngủ ở nhà dân thì nghe thấy tiếng nổ liên tục. Đến mỗi mà chúng tôi ngủ say như thế mà cũng phải tỉnh giấc và nhìn ra ngoài trời, trao ôi, như là pháo hoa. Có rất nhiều bạn khi đã biết là Hà Nội đêm qua bị B-52 bắn phá thì đã khóc và đã nói rằng: cô ơi, cô cho chúng em về nhà đi, nhà em bị phá nát hết rồi, bố mẹ em chết hết rồi, cô cho chúng em về đi. Ngày đó là cô Minh là hiệu phó và cô Lương là hiệu trưởng. Tôi còn nhớ nhất là cô Minh lúc bây giờ là đương đầu ra hoàn toàn giữa một bầy học sinh khóc lóc thảm thiết đòi về nhà, nhưng mà kiên quyết là cô Minh và cô Lương không cho về. Nhiều lớp học sinh đã lên đường nhập ngũ chiến đấu và hy sinh tại các chiến trường ở cả hai miền Nam Bắc. Nhiều em đã để lại xương máu tại các chiến trường Quảng Trị, Trường Sơn, đồng bằng Nam Bộ, biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc. Nhiều em đã hy sinh anh dũng trong các cuộc chiến tranh vệ quốc thần thánh của dân tộc. Đến nay, các thế hệ học sinh cấp 3 Ba Đình vẫn thường tổ chức các đoàn tri ân đi viếng các liệt sĩ, những người bạn học cũ của các em bằng tấm lòng cảm phục, biết ơn sâu sắc. Năm 1975, trường cấp 3 Ba Đình tràn ngập không khí phấn khởi, sôi động của những ngày thống nhất hai miền Nam Bắc. Trở về mái trường cấp 3 Ba Đình giữa thủ đô, nhà trường càng có điều kiện hoạt động, giảng dạy sôi nổi. Trường cấp 3 Ba Đình đã vượt qua những gian khó ban đầu bởi lực lượng giáo viên cũng như học trò từ nhiều nơi tập hợp về, mang theo những phong cách giảng dạy và kỷ luật học hành không đồng nhất. Đôi khi, có những tranh luận khiến lãnh đạo nhà trường không khỏi lo lắng. Nhưng với khát vọng và đặc biệt với tình yêu vô bờ bến của các thầy cô đối với học trò đang ở tuổi muốn khẳng định cá tính, trường cấp 3 Ba Đình đã nhanh chóng tìm ra tiếng nói chung, nhanh chóng thấu hiểu và dìu đỡ lẫn nhau trên con đường ổn định và phát triển. Những cô cậu học trò từ nhiều địa phương tập hợp lại, những hiện tượng trốn tiết, bỏ tiết, đi học muộn, quay cóp, đánh lộn khiến các thầy cô phải xử lý ở nhiều cấp độ khác nhau, nhất là với những học sinh lớp 8 đang ở tuổi hiếu động. Những buổi lễ chào cờ đầu tuần, cô Minh hiệu phó đều có bản nhận xét, sơ kết tình hình học tập của tuần trước, nhắc nhở từng người đã vi phạm nội quy một cách chính xác và không khoan nhượng. Được phân công hiệu phó phụ trách công tác đức dục, tức là xây dựng nề nếp học tập và kỷ luật cho học sinh. Nhiều kỷ niệm lắm ạ. Nhiều kỷ niệm khen học sinh và có cả kỷ luật học sinh. Nhưng mà ít thôi. Cái lớp 8 lớp 9 là có thể nghịch. Cái lớp tôi đánh nhau với trường Nguyễn Văn Trỗi thì nổi tiếng luôn. Thế nhưng sau này đến lớp 10 cái là tự nhiên nó lại hiền dịu hẳn đi. Vừa mới Tết xong thì là tụi em là ngày đầu tiên mà thay vì cái việc lên lớp để được gặp các thầy cô nghe chúc Tết thì tụi em đốt pháo sân trường, sau đó cả lớp
tự ý bỏ học đi ra ngoài vườn hoa ngồi nguyên cả một buổi luôn. Sau đó là toàn bộ lớp là đã bị ghi vào trong cái sổ học bạ là tự ý bỏ học. Và chính cô Lương, cô hiệu trưởng của chúng ta ấy, là cô là người đã ký ở trên cái sổ học bạ đấy. Cô nghĩ rằng tất cả những cái kỳ luật sinh đều làm cho cô rất suy nghĩ. Cô nghĩ rằng mình thất bại, không giáo dục được. Nhưng cái thất bại ấy có nhiều khi khó tránh, mà nhiều khi lại phải thực hiện thì nó mới lên người. Qua mấy lần cô kiểu học sinh thì đều thấy là đều có tiến bộ. Không ít những cuộc tâm sự giữa thầy cô và học trò để nắm bắt tâm tư và hoàn cảnh riêng của từng học trò và có phương pháp điều chỉnh hợp lý, chính là tình cảm thầy trò đã kết nối, thống nhất được sức mạnh tinh thần giúp trường cấp 3 Ba Đình của chúng ta thực sự thăng hoa. Trường cấp 3 Ba Đình đã nhiều năm là trường tiên tiến, góp phần không nhỏ vào thành tích giảng dạy tốt, học tốt của ngành giáo dục thủ đô. Ban giáo cụ do thầy hiệu phó Nguyễn Văn Quỳnh chỉ đạo đã nhiều lần tổ chức hoạt động thi đua lập thành tích tốt trong học tập. Năm nào, trường cũng tổ chức đại hội học sinh giỏi toàn trường, phong trào dạy tốt, học tốt sôi nổi. Trường đã có những học sinh giỏi ở bộ môn toán, văn, sinh như em Nguyễn Đắc Thành, giải nhì môn văn toàn miền Bắc, không có giải nhất, học 10A niên khóa 71-72, lớp cô Thúy Mai chủ nhiệm. Nối tiếp các anh chị, các khóa sau của trường cấp 3 Ba Đình cũng có nhiều học sinh giỏi các cấp. Một điểm đặc biệt đáng chú ý của trường cấp 3 Ba Đình là bên cạnh hội đồng giảng dạy, nhà trường luôn tổ chức hoạt động ngoại khóa đã giúp các học sinh Ba Đình có những kết quả rất ấn tượng và những kỷ niệm không bao giờ phai mờ. Từ năm 1985, lớp chuyên sinh của trường cấp 3 Ba Đình chính là lớp chuyên đầu tiên của toàn thành phố Hà Nội. Công lao này thuộc về nhà giáo ưu tú Trần Hồng Hải. Các em được vào Bệnh viện Việt Đức, được nghe giáo sư Tôn Thất Tùng nói chuyện, đỡ đầu. Không lập gia đình riêng, bản thân sức khỏe không được tốt, nhưng thầy Hải luôn nhiệt huyết, vô cùng tình cảm, như một người cha thực sự của các em. Trong những năm 1982-1985, trường có ban giám hiệu mới với thầy Phạm Đình Động hiệu trưởng, cô Lê Bích Châu, cô Nguyễn Tố Nga, thầy Đặng Trần Tính làm hiệu phó đã kế thừa và phát huy sâu sắc những thành tích và truyền thống của trường cấp 3 Ba Đình. Các em học sinh, các học trò của trường cấp 3 Ba Đình, dù là người nổi tiếng, thành đạt hay chỉ là một người lao động bình thường, các em đều đã mang lại cho các thầy cô niềm tự hào. Các em dù ở cương vị nào cũng đã góp vào công cuộc bảo vệ và phát triển đất nước và cũng xây đắp nên những gia đình hạnh phúc, con cái giỏi giang. Dù đã tung cánh bay đi muôn phương, thầy trò trường Ba Đình vẫn nhớ tới nhau. Những bạn định cư ở miền Nam, ở nước ngoài vẫn thường xuyên trao đổi, gặp gỡ khi có dịp. Nhiều bạn học Ba Đình có với nhau những tình cảm sâu đậm. Nhiều đôi học trò cùng lớp, cùng trường đã nên duyên với nhau. Đặc biệt hơn nữa, thầy Đặng Trần Tính hiệu phó đã kết hôn với học trò Ba Đình. Chúng ta là một đại gia đình gắn kết bằng tình yêu giữa thầy và trò, một tình yêu không bao giờ vơi cạn. 23 năm tồn tại tại cấp 3 Ba Đình là miền ký ức gọi chúng ta về. Hầu như năm nào cũng có những cựu học sinh của trường trở lại nơi này để bâng khuâng lắng nghe tiếng gọi của thầy, gọi bạn. Những cuộc gặp gỡ lúc đầu chỉ là của từng nhóm, từng lớp, rồi lan tỏa trong từng khóa, để rồi hôm nay là cả trường. Cuộc hội ngộ đặc biệt này sẽ là cơn địa chấn trong mỗi trái tim của mỗi thành viên trường cấp 3 Ba Đình chúng ta. Thế này là hạnh phúc, thế này là ta biết đủ. Việc gì mà phải cầu mong đi tìm hạnh phúc ở nơi xa xôi nào? Dù cho tung cánh muôn phương, nhớ về trường cũ mến thương Ba Đình. Vâng, thưa quý vị, niềm ký ức gọi chúng ta về. Chúng ta vừa được xem những thước phim thật cảm động về trường, về lớp, về thầy, về bạn.
Chắc hẳn trong lòng mỗi người đều đang trào dâng những xúc cảm về Ba Đình, mái trường xưa yêu dấu. Cảm xúc trước tình cảm của các học sinh, học trò xa quê, nhạc sĩ Phan Hoàng Hà sáng tác nhạc phẩm Về Với Yêu Thương dành riêng cho các cựu học sinh Ba Đình nhân ngày hội gặp mặt hôm nay. Và bây giờ chúng tôi xin được giới thiệu một tiết mục đặc biệt, đó là các bạn cựu học sinh Ba Đình ở miền Nam đã ngày đêm tập luyện để mang về trường tiết mục tự sáng tác này về trường Ba Đình với tên Về Với Yêu Thương. Sau đây xin mời quý vị, thầy cô và các bạn chúng ta cùng vỗ tay nồng nhiệt để trân trọng thưởng thức. Trường Ba Đình vang mãi trong lòng ta.
cảm ơn phần trình diễn vô cùng đặc sắc và tình cảm của các anh chị cựu học sinh Ba Đình ở miền Nam. Thưa quý vị, thầy cô và các bạn, sau đây xin kính mời quý vị đại biểu, thầy cô, các anh chị và các bạn cùng theo dõi phóng sự Cảm xúc Ba Đình, mà ở đó là một số những sự sẻ chia xúc động nhất của những thầy cô và học trò, những câu chuyện kỷ niệm đặc biệt của trường Ba Đình. Đặc biệt có cả những hình ảnh và câu chuyện của những học sinh ở nước Úc xa xôi không về được, vẫn ngày ngày dõi theo mong đợi ngày gặp mặt này. Tháng 9 năm 70 thì thành lập trường phổ thông trung học Ba Đình. Và cô là một cô là giáo viên, một trong giáo viên về đầu tiên về năm thành lập trường, là giáo viên trẻ nhất của trường. Thế còn trên cô là toàn các bậc tiền bối, phải nói rằng rất là vững vàng và giàu kinh nghiệm. Đặc biệt là trong cái thời kỳ mà đi sơ tán Văn Khê ấy, đấy, trường mới xây dựng được có hơn một năm mà tất cả là giáo viên và học sinh đi sang bên Văn Khê. Cô đã rất gắn bó với Ba Đình, gắn bó với học sinh và đặc biệt là gắn bó với cái tập thể giáo viên. Tập thể giáo viên Ba Đình là một tập thể rất là đoàn kết, rất là yêu thương nhau. Ở Ba Đình thì nó có nhiều giai đoạn lắm. Và giai đoạn là giáo viên. Rồi giờ, trong các cái thời kỳ đó thì cô phần lớn được là tổ trưởng chuyên môn. Rất đội được lắm. Nghịch nhưng mà rất là ngoan. Và Kim Mai là nó rất hay xin tiền để đi ăn ngô. Ờ mà lâu lắm rồi cô không gặp được nó. Tức là lúc nào lên nữa mà nào cô đưa cho em mấy đồng hay là mấy gì đấy để em đi mua gỗ, em đói lắm rồi. À, thôi được rồi, cứ đi vào học đi đã rồi chốc nữa cho. Thầy mới trò như là gia đình mà, trong một gia đình. Thế nên là thân mật lắm. Và giữa thầy và trò nó có một cái tình cảm gắn kết từ lúc đó. Và như là gia đình. Cô còn nhớ cái em Kỳ là con của một cô giáo ở trường dịch. Đại Yên. Đại Yên, đúng. Cậu nghịch lắm đấy. Và cũng hay trốn học. Cũng hay trốn học. Và trốn học đi chơi. Nhưng mà cô phải cho tiền để mà nó đi cắt tóc. Tại vì cắt tóc đấy là cũng là một trong những tiêu chuẩn mà nhà trường yêu cầu là phải không được để tóc dài. Con trai không để tóc dài thì cô cũng có cho. Tức là không thể học sinh tròn trịa ở trong một lớp được đâu. Mà nhất là trong toàn trường. Thế nào cũng có khiếm khuyết, thế nào cũng có cái mặt trái của nó. Thế thì mình phải nghiêm. Con của hiệu trưởng tôi cũng xử nghiêm. Cháu ruột tôi cũng xử nghiêm. Nhưng kết quả cuối cùng thì cái nghiêm ấy lại là rất có lợi cho bản thân cô cậu ấy. Rất có lợi và đến bây giờ thì trở thành những kỷ niệm vô cùng đẹp đối với những con người ấy. Và lại là rất thân thiết với các thầy cô, trong đó có tôi. Cá nhân tôi cho là cái tuổi mà vào cấp 3 ấy, và sau hết cấp 3 là cái tuổi quan trọng nhất của cuộc đời của mỗi con người. Lúc ấy là nó hun đúc cho một cái nhận thức và nó tạo cho mình có thể năm lớp 8, lớp 9 nó chưa, nhưng đến năm lớp 10 cái tự nhiên mình có những cái thay đổi nó khác hẳn đi. Bởi vì là mình nghĩ là nếu như sau này mà mình không học hành, không hẳn thoi tử tế thì mình không thành người được. Cho nên rằng cái lớp 8, lớp 9 nó có thể nghịch. Cái lớp tôi đánh nhau với trưởng Nguyễn Văn Trỗi thì nổi tiếng luôn. Thế nhưng sau này đến lớp 10 cái là tự nhiên nó lại hiền dịu hẳn đi. Thế cho nên tôi cho là học sinh cấp 3 là vô cùng quan trọng. Cuộc đời sung sướng nhất của tôi là tôi lấy vợ, người lại cùng học cùng lớp, cùng khóa cùng lớp. Đấy là một cái kỷ niệm sâu sắc nhất trong đời tôi về trường Ba Đình. Hai vợ chồng tôi mặc dù hiện nay vẫn đang định cư ở nước ngoài, nhưng rất là háo hức, rất là mong đợi cái ngày đấy. Nó có một cái gì đấy mình hàng ngày mình mong nhớ để được gặp lại các thầy cô, gặp lại bạn bè. Mặc dù bây giờ mình đã già rồi, có con có cháu cả rồi. Với riêng em thì ngày nhập ngũ tháng 4 năm 1972 cũng là ngày ra trường mà chẳng được chào các thầy cô, chia tay với bạn bè, em càng mong ngày gặp mặt đông vui này. Sau ngày giải phóng miền Nam năm 1977, chúng em kết hôn là một trong ba cặp đôi cùng là học sinh lớp 10Y Ba Đình. Chúng em luôn nhớ về trường, về lớp, tổ ấm của mình, nơi gặp gỡ vun đắp tình bạn, tình yêu của chúng em. Thật bất ngờ, cả thế giới phải chao đảo vì con Covid-19. Nó cũng cản trở chúng em không được về chung vui với mọi người. Australia vẫn chưa mở cửa biên giới. Ở nơi xa lắm, chúng em luôn nhớ về Hà Nội, về trường xưa lớp cũ,
luôn nhớ công ơn dạy dỗ của các thầy, các cô để chúng em có được như ngày hôm nay. Luôn nhớ về các bạn cùng những kỷ niệm không thể nào quên của tuổi học trò. Sydney, Australia, mùa này hoa phượng tím nở, càng làm chúng em nhớ Hà Nội. Nhớ hoa phượng đỏ mùa hè năm 1970. Ở nơi xa, chúng em cầu chúc các thầy, các cô và các bạn cùng toàn thể gia đình luôn luôn mạnh khỏe. Cuộc sống nhiều điều vui, hạnh phúc. Vâng, thưa quý vị, chúng ta cùng vỗ tay cho những tâm sự sẻ chia ấy. Chắc chắn là không đủ đâu ạ. Bởi vì hàng ngàn con người như thế này, mỗi người dường như đều có những câu chuyện vô cùng sâu sắc. Trường cấp 3 Ba Đình của chúng ta từ năm 1970 đến năm 1993 cũng chính là giai đoạn có nhiều dấu mốc lịch sử của đất nước. Nhiều học sinh Ba Đình đã hy sinh thân mình vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Trong thời bao cấp và thời đổi mới, nhà trường vẫn duy trì công tác giáo dục, lập nhiều thành tích vẻ vang. Đàn chim non ngày ấy đã khôn lớn, nay trở về mang theo tình yêu với Hà Nội, với trường Ba Đình bên Hồ Tây lộng gió. Ngày trở về, mỗi học sinh chúng ta đều muốn bày tỏ tình cảm với thầy cô và các bạn bè qua những giai điệu sâu lắng. Lúc này chúng tôi xin được mời ở phần tiếp theo chương trình, xin mời thầy cô, các anh chị, các bạn tiếp tục thưởng thức các tiết mục văn nghệ do cựu học sinh trường cấp 3 Ba Đình biểu diễn. Tốt ca nam, Cả Hà Nội Hành Quân, sáng tác Lê Lôi. Đơn ca nữ, Hà Nội Đêm Trở Gió, sáng tác Trọng Đài, lời Trọng Đài Chu Lai, biểu diễn Nguyễn Thị Lý, học sinh khóa 72-75. Đơn ca nam, Tình Yêu Hà Nội, sáng tác Hoàng Vân, biểu diễn Nguyễn Quang Tuấn, học sinh khóa 76-79. Tốt ca nữ, Hoa Tràng An, sáng tác Duy Quang. Mời quý vị cùng chào đón. Vào nhà máy, Cả Hà Nội hành quân rầm rầm trên đường. Ôi yêu Hà Nội của tôi, đội mũ trùng trùng, chúng tôi hành quân nối tiếng không ngừng. Một cuộc hành quân mang ở trên lưng những dự kiến tương lai thành phố mới. Mỗi bước ta đi thêm thắng lợi, mỗi bước gần thu ngắn dòng đường xa. Ta đã hứa với bác Hồ xây dựng Hà Nội đầy hoa. Cùng đi tới công trường, cùng đi vào nhà máy, đoàn cùng đoàn người đi ngực nở hoa hồng. Hà Nội bừng lên rạng rỡ hào hùng, bước chân hành quân nối tiếp không ngừng. Một cuộc hành quân mang ở trên lưng những dự kiến tương lai thành phố mới. Bóng mang thân thương đang vẫy gọi, khắp phố phường vang tiếng đẹp lời ca. Ta vững bước theo bác Hồ xây dựng Hà Nội của ta.
nội ơi, tươi xanh màu áo học trò. Những con đường thân quen còn đó, tiếng sao vang đâu đây nghe động trời đêm. Hồng Hà ơi, buông ai khẽ khẽ thuyền về. Cành mẹ thì thầm gục đầu vào dĩ vãng, tiếng ve kêu râm ran suốt đêm hè. Giọng dân ca sao gợi nhắc Hồ Gươm. Hà Nội ơi, xanh xanh liễu dù mắt Hồ Gươm. Cô đơn sâu rụng ngoài ngõ vắng, con sóng nào vẫn vỗ về vào đam mê. Hà Nội ơi, Hà Nội ơi, ta nhớ không quên những tháng năm qua. Một tiết riêng tư gợi nhắc cho ai, là nhắc đến những kỷ niệm đã qua. Hà Nội ơi, nhớ về mùa thu tháng mười, áo học trò xanh những hàng mè. Hà Nội ơi, ta nhớ không quên. Hà Nội ơi, trong trái tim ta, chiều mùa thu gió về dòng trên phố phường, nắng vàng hồng tươi những nụ cười. Hà Nội ơi, ta nhớ không quên. Hà Nội ơi, trong trái tim ta. Nội ơi, tươi xanh màu áo học trò. Những con đường thân quen còn đó, tiếng sao vang đâu đây nghe động trời đêm. Hồng Hà ơi, buông ai khẽ khẽ thuyền về. Cành mẹ thì thầm gục đầu vào dĩ vãng, tiếng ve kêu râm ran suốt đêm hè. Giọng dân ca sao gợi nhắc Hồ Gươm. Hà Nội ơi, xanh xanh liễu dù mắt Hồ Gươm. Cô đơn sâu rụng ngoài ngõ vắng, con sóng nào vẫn vỗ về vào đam mê. Hà Nội ơi, Hà Nội ơi, ta nhớ không quên những tháng năm qua. Một nét riêng tư gợi nhắc cho ai, là nhắc đến những kỷ niệm đã qua. Hà Nội ơi, nhớ về mùa thu tháng mười, áo học trò xanh những hàng mè. Hà Nội ơi, ta nhớ không quên. Hà Nội ơi, trong trái tim ta, chiều mùa thu gió về dòng trên phố phường, nắng vàng hồng tươi những nụ cười. Hà Nội ơi, ta nhớ không quên. Hà Nội ơi, trong trái tim ta. Hà Nội ơi, ta nhớ không quên.
yêu Hà Nội những sớm mùa thu soi gương mặt hồ xanh biếc trời mây khi xa Hà Nội càng thấy yêu hơn tôi yêu Hà Nội có những người con đi xa ngàn dặm theo tiếng gọi thiêng tên anh để lại nhớ thương cho mọi người Hà Nội ngàn xưa năm cũ mỗi ngày thêm mới Hà Nội của tôi trang sách khuya thức với sao đêm Hà Nội của tôi trí tuệ xanh và con tim bốc cháy ngọn đuốc sáng trên con đường mà tôi đang bước đi Hà Nội thủ đô ôi đẹp sao mỗi một tên phố bồi hồi lòng ta tiếng pháo hoa nhớ tháng năm xa một bài tình ca mõ và hoa ngàn năm tươi sáng mãi và nơi đó có một người người mà từng mến trời mây khi xa Hà Nội càng thấy yêu hơn tôi yêu Hà Nội có những người con đi xa ngàn dặm theo tiếng gọi thiêng tên anh để lại nhớ thương cho mọi người Hà Nội ngàn xưa năm cũ mỗi ngày thêm mới Hà Nội của tôi trang sách khuya thức với sao đêm Hà Nội của tôi chỉ tuổi xanh và con tim bốc cháy ngọn đuốc sáng trên con đường mà tôi đang bước đi Hà Nội thủ đô ôi đẹp sao mỗi một tên phố bồi hồi lòng ta đêm pháo hoa nhớ tháng năm xa một bài tình ca mõ và hoa ngàn năm thời xa mãi và nơi đó có một người người mà tôi mến yêu và nơi đó có một người người mà tôi mến yêu Tình người đẹp như câu hát, câu
Anh chị, những phần trình diễn phải nói thật là chắc chiu và rất nhiều cảm xúc ở trong đó, được luyện tập nhiều ngày tháng qua. Thưa thầy cô và các bạn, trải qua quá trình 23 năm, trường cấp 3 Ba Đình được tiếp nhận sự tham gia giảng dạy của trên 160 thầy cô giáo với trên 9.000 học sinh. Cách đây hơn một năm, ý tưởng về cuộc gặp mặt cựu giáo viên và học sinh của trường Ba Đình được cô Lê Thị Lương, nguyên hiệu trưởng trường cấp 3 Ba Đình, đã được giáo viên học sinh Ba Đình nhiệt liệt hưởng ứng. Ban tổ chức buổi gặp mặt được thành lập vượt qua nắng mưa, dịch bệnh, hạn chế về sự thời gian, sức khỏe, tuổi tác, tất cả nỗ lực nhiều 100% để chuẩn bị cho ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngày gặp mặt để gặp gỡ, giao lưu, tri ân thầy cô bạn bè cũng là nơi mà tình cảm chất chiu đong đầy. Chúng tôi xin mời quý vị cùng xem phóng sự Hành Trình Trở Về, nói về quá trình chuẩn bị công phu cho ngày hôm nay. Ba Đình, mái trường xưa yêu dấu, luôn in đậm trong tâm thức của các thế hệ giáo viên và học sinh trường cấp 3 Ba Đình. Cách đây hơn một năm, mong muốn về một buổi gặp mặt được cô Lê Thị Lương, nguyên hiệu trưởng trường cấp 3 Ba Đình đề xướng, đã được giáo viên và học sinh Ba Đình nhiệt liệt hưởng ứng. Nhiều thầy cô giáo và học sinh xung phong vào ban tổ chức buổi gặp mặt. Hàng năm,
trái tim thổn thức cùng trào lên, vượt qua nắng mưa, dịch bệnh, hạn chế về thời gian, sức khỏe, tuổi tác, hướng tới ngày gặp mặt để được bên nhau giao lưu, tri ân thầy cô, bạn bè. Trang Facebook Cựu giáo chức và học sinh trường cấp 3 Ba Đình, Hà Nội đã có hơn 2.200 thành viên tham gia. Là một sự kiện được tổ chức với sự tự nguyện thuần túy, các cựu giáo viên là người đi đầu đóng góp những đồng tiền tâm huyết cho công tác tổ chức buổi gặp mặt được vui tươi, chu đáo. Cùng với ban tổ chức chuẩn bị chương trình cho sự kiện đã có rất nhiều nhóm lớp, nhóm khóa và cả những nhóm bạn tập hợp từ nhiều lớp, nhiều khóa cùng nhau tổ chức các hoạt động như một sự hưởng ứng đầy nhiệt huyết hướng đến sự kiện đặc biệt của chúng ta. Đoàn xe đạp vòng quanh Hồ Tây mỗi sáng Chủ nhật gắn kết tình đoàn kết các cựu học sinh của trường Ba Đình yêu dấu. Phong trào văn nghệ sôi nổi diễn ra mặc thời tiết nóng nực. Nhiều hạt nhân văn nghệ từ thời học sinh nay vẫn tỏa sáng trên nhiều màn ảnh, sân khấu trong các cơ quan, công sở. Các bạn bè hội tụ về đây mong được đem lời ca, tiếng hát dâng tặng bạn bè và thầy cô kính yêu. Các bạn miền Nam tổ chức nhiều hoạt động gặp gỡ, tri ân các thầy cô, tổ chức đoàn thầy cô, học sinh ra Bắc dự buổi gặp mặt. Các bạn ở nước ngoài không về được vẫn thường xuyên theo dõi, đóng góp vật chất, tinh thần cho buổi gặp mặt. Các ban truyền thông, thiết kế mỹ thuật, kỷ yếu, lễ tân, hậu cần, ban vận động tài trợ và giám sát, ban tài chính làm việc sôi nổi. Các trưởng khóa tận tình thông báo, đôn đốc các hoạt động của khóa mình. Ban tổ chức lo toan chu đáo đến từng chi tiết, danh sách thầy cô, học sinh được sưu tầm công phu. Nhờ đó, chúng ta có cơ hội tưởng nhớ và tri ân sâu sắc đến các thầy cô đã khuất bóng, không còn có thể đến với ngày đặc biệt này. Qua đó, làm thức dậy những ký ức về các thầy cô, những người đã cống hiến một đời cho sự nghiệp giáo dục. Với tất cả lòng thương yêu học trò mà chúng ta chính là những người được thụ hưởng. Nhiều học sinh Ba Đình hy sinh trên các chiến trường được thầy cô, bạn bè nhắc nhớ khiến chúng ta cảm thấy như các bạn vẫn đang ở đây cùng chúng ta chung vui ngày gặp mặt lịch sử này. Các bạn thân yêu ơi, chúng ta đã có một hành trình trở về để cùng nhau dõi nhìn lại ký ức thân thương một thời, để cùng nhau nhận rõ hơn bao giờ hết giá trị của tình thầy trò, tình bạn, và đặc biệt để nhớ lại một thời thanh xuân sôi nổi của chính chúng ta. Tất cả là để hôm nay những thầy cô và học sinh trường Ba Đình năm xưa lại bên nhau cùng làm nên cuộc gặp gỡ lịch sử này. Kính thưa toàn thể quý vị, thật vinh dự cho chương trình của chúng ta ngày hôm nay sẽ được gặp lại cô hiệu trưởng trường cấp 3 Ba Đình những năm tháng ấy, cô Lê Thị Lương. Xin giới thiệu với quý vị, năm nay cô đã 91 tuổi, vẫn ấp ủ bao yêu thương dành cho thầy trò của trường cấp 3 Ba Đình. Và bây giờ chúng tôi xin dành phần trang trọng này để mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ của cô trong buổi lễ của chúng ta ngày hôm nay. Mời quý vị từ khắp mọi nơi vỗ tay nồng nhiệt để chào đón ý kiến của cô Lê Thị Lương. Hôm nay tôi rất cảm động và vui được gặp các thầy giáo, cô giáo, cán bộ, nhân viên nhà trường đã cùng nhau xây dựng trường Ba Đình từ ngày thành lập cho đến năm tiếp sau, được gặp các em học sinh từ khóa đầu tiên cho đến khóa cuối cùng năm 23, là học cùng nhau mang tên học sinh trường Ba Đình. Tôi cảm ơn các em học sinh Ba Đình trong nước và ngoài nước cùng ban tổ chức đã tổ chức một cuộc họp mặt rất cảm động và có ý nghĩa ngày hôm nay. Lần đầu tiên và có lẽ là duy nhất, chúng ta gặp nhau sau 50 năm thành lập trường để cùng nhau ôn lại những kỷ niệm về nhà trường, về các thầy cô giáo, về tình bạn đã cùng nhau sống dưới mái trường.
Kỷ niệm về trường Ba Đình thì có rất nhiều, nhưng có một kỷ niệm không bao giờ quên, đó là tình yêu thương của các thầy cô giáo và tinh thần phục vụ của cán bộ nhân viên nhà trường. Với tình yêu của các thầy các cô và kinh nghiệm dạy, kinh nghiệm học, dạy học và dạy, các thầy các cô đã làm cho học sinh ham thích học tập, yêu mến bạn, yêu mến các thầy cô giáo và gắn bó với trường, cùng nhau xây dựng trường Ba Đình thành một trường, từ trường mới thành lập rất nhiều khó khăn thiếu thốn, đã trở thành một trường tiền tiến trong 21 năm, sánh vai cùng các trường tiền tiến khác trong thành phố. Cùng với việc tổ chức này, ban tổ chức còn in một quyển sách Mái Trường Xưa ghi dấu, với mong muốn để tặng các thầy các cô và đặc biệt là nó ghi lại trong lịch sử ngành giáo dục thủ đô và lịch sử trường Trung Văn Lan có một trường Ba Đình đã tồn tại 23 năm cùng với trường Trung Văn Lan sống chung một ngôi nhà. Quyển sách còn mong muốn rằng tặng trường Trung Văn Lan, tặng các thầy cô giáo và cán bộ cũng như nhà trường của trường Ba Đình năm xưa và lưu lạc, lưu hành trong nội bộ học sinh. Cuối cùng, tôi xin chúc các bạn đồng nghiệp, cán bộ, giáo viên nhà trường sức khỏe, hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn cô. Bó hoa tươi thắm này, chúng em xin phép được thay mặt cho các thế hệ học trò của trường Văn Hóa Gia Đình xin trân trọng tri ân đến cô. Và tiếp theo, xin được giới thiệu anh Trần Hùng Nam, học sinh khóa 70-71, đại diện cho các thế hệ học sinh Ba Đình sẽ phát biểu trong buổi lễ hôm nay. Kính thưa các thầy cô, thưa các bạn, ai đó đã từng nói năm học cấp 3, những năm học cấp 3 là độ tuổi bắt đầu trưởng thành, những kỷ niệm tuổi học trò luôn sâu sắc nhất, trong trẻo nhất. Bởi vậy, hơn một năm nay, khi được tin thầy trò trường cấp 3 Ba Đình sẽ tổ chức gặp mặt, chúng em vô cùng háo hức, mừng vui. Thế rồi, ban liên lạc các khóa, các lớp trao đổi, tìm bạn học xưa, kết nối thông tin, sưu tầm kỷ vật, kể lại hồi ức, tổ chức gặp mặt nhau, thăm thầy cô, thăm bạn bè và gia đình bạn. Có những lớp, những bạn lần đầu tiên sau mấy chục năm ra trường mới tụ hội được. Nhiều bạn ở phương trời xa cũng ngóng, cũng mong về ngày gặp mặt. Nhiều bài viết, vần thơ, mẩu chuyện về trường, về lớp, về bạn bè thật xúc động. Nhiều lớp còn tìm lại được những kỷ vật, những bức thư của bạn bè đã hy sinh tổ chức trao lại cho gia đình. Tất cả muốn nói lên một điều, mái trường cấp 3 Ba Đình luôn là kỷ niệm đẹp cho mỗi học trò đã từng học ở đây, là ký ức không thể phai mờ của chúng em. Chúng em sau khi ra trường như đàn chim tung cánh đi muôn phương, mỗi một người một hoàn cảnh, nhưng phần lớn đều trụ vững trong cuộc sống, có những đóng góp cho đất nước, gia đình và xã hội. Các học sinh của trường Ba Đình đều muốn thưa rằng chúng con xin cảm ơn các thầy cô, xin kính chúc sức khỏe của các thầy cô, chúc sức khỏe của vị khách quý, chúc các bạn học sinh luôn vui khỏe, viên mãn và thành công trong cuộc sống. Xin trân trọng cảm ơn. Trân trọng cảm ơn anh Trần Hùng Nam, học sinh khóa 70-71, đại diện cho các thế hệ học sinh Ba Đình đã phát biểu trong buổi lễ hôm nay tri ân thầy cô. Mời em nhận bó hoa tươi thắm của ban tổ chức. Sau đây, trân trọng kính mời lên sân khấu cô giáo Trần Thị Tuyến, bí thư đảng ủy, hiệu phó trường trung học phổ thông Chu Văn An, đại diện lãnh đạo trường Chu Văn An lên đón nhận quà tặng của cựu giáo viên và học sinh trường cấp 3 Ba Đình cho quỹ ươm mầm tài năng và phát biểu ý kiến. Chúng tôi xin được mời cô Lê Bích Châu, đại diện ban tổ chức lên trao quà.
Kính thưa các thầy cô giáo, các cán bộ, nhân viên, các anh chị, các bác, các cựu học sinh của trường cấp 3 Ba Đình, nay là trường Bưởi Chu Văn An. Hôm nay tôi rất vui khi được tham dự chương trình gặp mặt trang trọng, ý nghĩa và nồng ấm tình cảm thầy trò trong không gian cổ kính của ngôi trường truyền thống 112 năm. Thay mặt Đảng ủy, Ban giám hiệu, các cán bộ, nhân viên và các em học sinh đương thời, cho phép tôi xin gửi lời chào mừng nồng nhiệt nhất tới quý thầy cô giáo, các cô bác, cán bộ, nhân viên, các anh chị, cựu học sinh. Lời chào mừng nồng nhiệt nhất. Kính thưa các quý vị, trong không gian cổ kính của ngôi trường cổ 112 năm trường Bưởi Chu Văn An, nơi đây đã chứng kiến rất nhiều sự đổi thay. Và cũng tại nơi đây có rất nhiều các cuộc hội ngộ, gặp mặt và có rất nhiều các mối duyên lành đã được vun đúc từ mảnh đất này. Nơi đây cũng đã chứng kiến rất nhiều những cuộc chia ly. Song vượt qua thời gian, không gian, tuổi tác và các thăng trầm trong cuộc sống, các thế hệ cựu giáo chức, cựu học sinh của nhà trường vẫn giữ nguyên những tình cảm nồng ấm, thân thương, vẹn nguyên như thuở ban đầu. Và tôi nghĩ đó là động lực, là khát vọng để tất cả các quý vị trở về trong ngày hôm nay. Trường Trung học Phổ thông Chu Văn An trân trọng chào đón sự có mặt, quay trở về mái trường xưa của tất cả các cựu giáo chức, cựu học sinh của nhà trường. Một lần nữa, xin trân trọng cảm ơn và kính chúc các thầy cô giáo, các cán bộ, nhân viên, các anh chị, cựu học sinh của trường cấp 3 Ba Đình hội ngộ trong buổi gặp gỡ ngày hôm nay tràn đầy niềm vui, hạnh phúc và ngọt ngào trong ngày hội tụ. Xin trân trọng cảm ơn. Thay mặt tất cả các thầy cô giáo, các em cựu học sinh trường phổ thông trung học Ba Đình từ năm 70 đến 92-93, một lần nữa xin cảm ơn ban giám hiệu trường phổ thông trung học Chu Văn An đã tạo mọi điều kiện để cho chúng ta có một cái buổi vui gặp gỡ. Xin được thay mặt tất cả các thế hệ thầy trò trường cấp 3 Ba Đình, chúng tôi xin gửi tới ban giám hiệu Chu Văn An một cái quyển kỷ yếu của trường, và xin được ban giám hiệu đưa vào phòng truyền thống của trường phổ thông trung học Chu Văn An hiện nay. Kính thưa các thầy cô giáo cùng toàn thể các anh chị, cựu học sinh, thực ra trong ngôi trường của chúng tôi, dấu ấn của trường cấp 3 Ba Đình nằm trong dòng chảy lịch sử của nhà trường. Trong nhà truyền thống của nhà trường, chúng tôi cũng trân trọng tất cả những tình cảm ấy và sự đóng góp ấy. Chúng tôi cũng đã ghi lại rất nhiều các chặng đường khác nhau trong sự phát triển của ngôi trường này tại mảnh đất này, với tất cả những tình cảm trân trọng nhất. Một lần nữa, trân trọng cảm ơn các thầy cô giáo, các cán bộ, nhân viên và các anh chị cựu học sinh. Trân trọng cảm ơn những lời tình cảm từ đại diện của trường cấp 3 Ba Đình và trường Chu Văn An. Mời quý vị thưởng thức trong những phút cuối của chương trình hôm nay liên khúc trường Ba Đình mong ước kỷ niệm xưa. Sống trong một gia đình yêu thương.
thiết tha ngập ngừng trong ánh mắt ai thoáng nhìn qua. Mãi chúng ta còn nhớ những phút giây bên nhau, ngày nào ta chung lối tay nắm tay vui vẻ, có bao giờ ta trở lại những kỷ niệm xưa êm đềm giấc mơ thắm hoa. Trong tim chúng ta những ngày thơ ấu còn dang lần xa chân trời cháy như tình yêu ban đầu, giấc mơ thắm hoa đưa ta trở về bên nhau. La 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 la. Lòng chờ dâng niềm thiết tha nhớ bạn bè nhớ mái trường xưa. Đặt bàn tay lên ngồi giữ chặt tiếng nấm nghẹn ngào. Thời gian sao đi mau xin hãy ngừng trôi. Dù vẫn mai lên tiếp khi đã xa rồi. Bạn bè ơi vang đâu đây còn dòng nói tiếng cười. Những lời nhớ niềm thương gửi cho ai. Nếu có trong cuộc đời này anh nhớ ước muốn cho thời gian trở lại, cho bao khát vọng đam mê cháy bỏng sẽ còn mãi trong tim mọi người, để tình yêu ước mơ mãi khô phai. Nếu có ước muốn trong cuộc đời này anh nhớ ước muốn cho thời gian trở lại, còn mãi đang trên hàng nghìn trên bờ môi và trong những kỷ niệm xưa. Xin trân trọng cảm ơn các anh chị với màn hợp ca liên khúc Trường Ba Đình và Mong Ước Kỷ Niệm Xưa. Chúng tôi xin mời quý vị thưởng thức tiếng hát của chị Nguyễn Tường Khanh, học sinh khóa 7275, với bài hát Bài Ca Người Giáo Viên Nhân Dân, sáng tác nhạc sĩ Hoàng Vân. Trên những nẻo đường của Tổ quốc xanh tươi, có những loài hoa thơm đậm đà sắc hương, có những bài ca nghe rao rực lòng người. Bài ca ấy, loài hoa ấy đẹp như em, người giáo viên nhân dân. Tâm hồn em tươi mát xanh như bóng lá vàng, trái tim em đỏ nhiệt tình như Việt Nam. Bên ánh đèn quê em đã thức bao đêm, dưới chiến hào dân quân nhiều trận có em, có những cuộc chia tay giặc sao kỷ niệm. Người cầm bút, người cầm súng, người đi xa hằng nhớ ghi trong giống
mời. Tuổi trẻ bên em là tương lai tổ quốc, luôn bên trong trái tim quê hương Việt Nam. Trên những nẻo đường của tổ quốc xanh tươi, có những loài hoa thơm đậm đà sắc hương, có những bài ca nghe rạo rực lòng người. Bài ca ấy, loài hoa ấy đẹp như em, người giáo viên nhân dân. Tâm hồn em tươi mát xanh như bóng Việt Nam, luôn lên trong trái tim quê hương Việt Nam. Thưa quý vị, lúc này từ từ ở sân khấu của chúng ta là những thầy cô giáo yêu quý của chúng ta các thế hệ. Xin giới thiệu ban giám hiệu có cô Lê Thị Lương, cựu hiệu trưởng; cô Lê Thị Minh, cựu hiệu phó; cô Lê Bích Châu, cựu hiệu phó; cô Nguyễn Tố Nga, cựu hiệu phó; thầy Đặng Trần Đính, cựu hiệu phó. Tổ bộ môn toán xin trân trọng giới thiệu cô Nguyễn Thị An, thầy Lê Phúc Thành, thầy Trương Đỗ Tín, thầy Đặng Trần Hùng, thầy Nguyễn Cao Ánh, thầy Đặng Trần Tính, cô Nguyễn Thị Thu, thầy Ngô Quang Việt, cô Bùi Thị Hải, thầy Dương Nguyên Hồng, thầy Trần Văn Thái, thầy Trần, thầy Nguyễn Thanh Lâm, cô Phí Thị Ngọc Hà. Tổ bộ môn văn, cô Nguyễn Thị Mai, thầy Ngô Mạnh Phú, cô Trần Phương Lam, cô Nguyễn Thúy Đoan, cô Trần Thị Thúy Mai, cô Bùi Kim Phi, cô Lê Thu Thủy, cô Vũ Nguyệt Hằng, cô Nguyễn Phương Nga, thầy Võ Quý Hoàng, cô Phạm Bích Vân. Tổ bộ môn vật lý, cô Trần Thị Thục Oanh, cô Đỗ Thị Tâm, thầy Nguyễn Văn Liên, cô Đặng Bảo Nguyên, thầy Nguyễn Kim Thông, thầy Hoàng Anh Mai, thầy Nguyễn Đức Hậu, cô Dương Thị Minh, cô Lê Bạch Yến. Tổ bộ môn hóa học, thầy Lê Văn Ngọc, thầy Vũ Tự Hùng, cô Phan Thị Định. Tổ bộ môn sinh vật, thầy Lý Văn Thi, cô Nguyễn Tuyết Khuê, thầy Trương Văn Ban, thầy Bùi Phúc Trạch. Kỹ thuật công nghiệp, kỹ thuật nông nghiệp, thầy Lê Bá Đệ, cô Tống Kim Chi. Tổ bộ môn lịch sử, cô Nguyễn Thị Giang, cô Ngô Minh Châu. Tổ bộ môn địa lý, thầy Phạm Vũ Đồng, cô Hà Thị Đức. Tổ bộ môn ngoại ngữ, cô Vũ Thị Hạnh, cô Nguyễn Thị Lan, cô Bùi Thị Bích Ngọc. Tổ bộ môn chính trị, cô Tạ Kim Dung, cô Trân Thái Hà, thầy Trần Ngọc Tốn. Tổ bộ môn thể dục, thầy Nguyễn Đình Lương, thầy Nguyễn Thanh Bình. Tổ văn phòng, bác Nguyễn Khánh Toàn, cô Nguyễn Thị Tâm, cô Bùi Thị Mùi, cô Đặng Thị Lạc, cô Tô Diệu Hồng, cô Vũ Thị Hiền, bác Nguyễn Văn Truy. Các thầy cô từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội tham dự: cô Nguyễn Thanh Nga, cô Đỗ Thanh Dậu, cô Phan Kim Nguyên, thầy Bùi Lê Phục, cô Nguyễn Thị Phước Vĩnh xin trân trọng giới thiệu và mời thầy cô tề tựu ở sân khấu để làm bức ảnh lưu niệm, đón nhận những bó hoa tươi thắm tri ân của tất cả các thế hệ học trò trường cấp 3 Ba Đình hôm nay. Để có được buổi gặp mặt các thế hệ giáo viên học sinh trường cấp 3 Ba Đình thành công hôm nay, chúng ta ghi nhận công sức của ban tổ chức buổi gặp mặt. Đó là trưởng ban tổ chức, cô giáo Lê Bích Châu, nguyên hiệu phó trường cấp 3 Ba Đình. Phó trưởng ban tổ chức, Trần Hùng Nam, cựu học sinh Ba Đình khóa 70-71. Tổng đạo diễn, nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Như Vũ, cựu học sinh Ba Đình khóa 74-77. Trưởng ban truyền thông, Nguyễn Thành Công, cựu học sinh Ba Đình khóa 82-85. Trưởng ban văn nghệ, Phạm Hồng Minh, cựu học sinh Ba Đình khóa 85-88. Trưởng ban thể thao, Nguyễn Thượng Dũng, cựu học sinh Ba Đình khóa 83-86. Trưởng ban mỹ thuật, Đặng Đức Chí, cựu học sinh Ba Đình khóa 79-82. Trưởng ban lễ tân, Trần Sơn Ca, cựu học sinh Ba Đình khóa 80-83.
trưởng ban hậu cần Bùi Thanh Thủy, học sinh Ba Đình khóa 81-84, trưởng ban vận động tài trợ, ban giám sát Lê Văn Ninh, học sinh Ba Đình khóa 72-75, trưởng ban tài chính Phan Thị Mai Phương, học sinh Ba Đình khóa 84-87. Và bây giờ xin mời thầy cô cùng chụp ảnh lưu niệm thời khắc lịch sử này. Chúng ta cùng vỗ tay nồng nhiệt. Chúng em xin được gửi lời cảm ơn tri ân chân thành và sâu sắc nhất đến các thầy cô. Cảm ơn các thầy các cô đã hết lòng tận tâm dạy dỗ chúng em những năm học trước đây. Thầy cô đã mang đến cho chúng em không chỉ kiến thức mà còn cả cách sống, cách làm người. Thầy cô đã dạy chúng em thấy được sức mạnh, khả năng của tuổi trẻ, vẻ đẹp của tình bạn, học trò, tình yêu quê hương, đất nước. Xin gửi tới những người lái đò thầm lặng một lời tri ân chân thành ý nghĩa nhất. Chúng em kính chúc thầy cô thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và trường thọ. Chương trình gặp mặt chính thức các thế hệ học sinh, giáo viên trường cấp 3 Ba Đình xin được khép lại ở đây.